tuyển nữ Mỹ vắng nhiều ngôi sao tại World Cup 2023. Huấn luyện viên đội tuyển nữ Mỹ, ông Vlatko Andonovski vừa công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Mỹ dự World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand, nhưng thiếu vắng 3 ngôi sao hàng đầu. Đội tuyển nữ Mỹ sẽ không có sự góp mặt của đội trưởng Becky Sauerbrunn, cầu thủ chạy cánh Mallory Swanson và Katarina Macario. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu Megan Rapinoe và nhạc trưởng tiền vệ Ross Laven kịp có mặt sau khi bình phục chấn thương. Vẫn còn phải chờ xem với thành phần hiện nay đội tuyển nữ Mỹ sẽ thể hiện ra sao ở trận ra quân gặp đội tuyển nữ Việt Nam lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7 tới giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Vlatko Andonovski đang đau đầu với sự lựa chọn ai sẽ thi đấu ở trung tâm hàng thủ cùng với Naomi Germa sau khi đội trưởng Becky Sauerbrunn vắng mặt. Ở biên trái, cũng đã có những câu hỏi về việc ai sẽ thay thế nhà vô địch World Cup 2019, Mallory Swanson, tờ Marca đánh giá. Sau trận đấu ra quân gặp đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E, đội tuyển nữ Mỹ gặp tiếp đội tuyển nữ Hà Lan tại Wellington vào ngày 27 tháng 7, trước khi trở lại Auckland thi đấu trận đấu cuối vòng bảng gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tại sân Eden Park vào ngày 1 tháng 8. Đội tuyển nữ Việt Nam sau trận gặp đội tuyển nữ Mỹ, trận tiếp theo gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha trên sân Waikato ở Hamilton lúc 14:30 ngày 27 tháng 7 và trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển nữ Hà Lan lúc 14:00 ngày 1 tháng 8. Theo tờ Marca, đội tuyển nữ Mỹ vẫn phải đặt nhiều hy vọng vào hai ngôi sao Megan Rapinoe và Ross Laven. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Vlatko Andonovski có thể sẽ tìm được giải pháp thay thế các ngôi sao vắng mặt để duy trì sức mạnh cho đội tuyển nữ Mỹ hướng tới kỷ lục lịch sử lần thứ 3 vô địch liên tiếp. Đội tuyển nữ Mỹ cũng là đội đầu tiên trong lịch sử có tổng cộng 4 lần vô địch World Cup nữ. Hiện chỉ có đội tuyển nữ Đức là đội đang chia sẻ kỷ lục 2 lần vô địch liên tiếp 2003 và 2007 cùng đội tuyển nữ Mỹ 2015 và 2019, danh sách đội tuyển nữ Mỹ dự World Cup nữ 2023. Thủ môn Aubrey Kingsbury, câu lạc bộ Washington Spirit, KJ Murphy, North Carolina Carrick, Alisa Naehe, Chicago Red Star 90, hậu vệ Alana Cook, OL Reign, Crystal Dunn, Portland Thorn SC, Emily Fox, North Carolina Carrick, Naomi Germa, San Diego Wave SC, Sofia Huerta, OL Reign, Kelly O'Hara, NJ, New Gotham FC, Emily Sonnit, OL Reign, tiền vệ, Savannah Demelow, Racing Louisville FC, Juliet Enzo City FC, Lindsay Horan, Olympic Lyon, Fab Rose Van OL Reign, Christy Mewis, NJ, New Gotham FC, Ashley Sanchez, Washington Spirit, Andy Sullivan, Washington Spirit. Tiền đạo Alex Morgan, San Diego Wave FC, Megan Rapinoe, OL Reign, Trinity Rodman, Washington Spirit, Sophia Smith, Portland Thorn FC, Alyssa Thompson, Enzo City FC và Lynn William, NJ, New Gotham FC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ của các giải đấu quốc tế. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.